Dạ em nghe anh. Em đang nói về cái công việc hả? Dạ 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 em đang coi anh đây. Anh tắt cái âm thanh ở đó đi. Dạ em tắt. Dạ em nghe. Tắt cái tiếng mà đen đi. Rồi được chưa anh? Rồi ok đó. Dạ. Rồi em cũng đang nói về cái câu chuyện của Hà thì anh có ý kiến gì thì anh cứ lên chia sẻ. Nhưng mà dạ. Đừng có chửi tục nha. Một mình em chửi là lớn rồi, anh đừng có chửi nha. Dạ 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 em biết rồi. Dạ dạ. Mời tức là trước hết là em cảm ơn anh đời thường. Trước hết là em cảm ơn anh đời thường. Em cũng gọi rằng là em cũng muốn nói lên những cái gì. Em không phải gọi là mạnh thường quân hay là mọi gì, nhưng mà kênh hay này nãy em biết, nhưng mà tình cờ em coi từ cái bao nhiêu tháng nay cho nên em thấy nó có một cái sai sai và rất sai luôn. Và hết tất cả những gì, trước hết em chào cộng đồng mạng và chào Mạnh Thường Quân và tất cả những gì đã giúp đỡ cho những con người gọi là khổ sở và tạo cho mình có một cái cuộc sống nó ấm êm. Điều đó rất là ok trong cuộc sống. Cho nên trước hết em nói với chị Út Hà, trước hết là em nói với chị Út Hà là đừng xôi căng gì nhìn khuôn mặt của chị. Em nói chị nè, chị Út Hà, thầy bói coi em không được, em đi coi bói thầy bói coi em không được, nhưng em nhìn chị có một lần nói rằng là kênh tình cờ mở lên cái kênh mà Vinh gì đó, rồi bắt đầu là nói là Út Hà gì đó mà mở không được, rồi bắt đầu mới có số điện thoại mới gọi là cái Út Hà là Út Hà Long Xuyên. Thì tình cờ bữa đó rồi gọi là lên cái bắt đầu là gọi là anh nói đúng á, là bữa đó là không đeo gương mà em mới bật lên em tắt liền, nhìn khuôn mặt, nhìn những cái gì đó nó không hợp với em. Em dám nói với anh rằng thầy bói coi em không được, nhưng em nhìn mặt một con người rất gọi rằng là như thế nào. Cho em nói chị Út Hà nè, ai cũng có con có cái, ai cũng có lòng từ bi, ai cũng có một gọi là tấm lòng gọi là cao cả. Đừng làm như vậy. Ở đây con chim sâu là con tâm thần và nó có mẹ, còn cha của nó như thế nào tôi không biết. Nhưng tôi coi từ gần cả mấy tháng nay như thế nào, nhưng tất cả gì đó tôi nói chị nè, đây là tôi kêu chị chứ tôi đáng lẽ là tôi nói là bà Út Hà. Nhưng cái lịch sự của tôi sống nó rất ok lắm, nhìn người đẹp đạo, giúp đời đẹp đạo tôi vẫn biết hết. Nên tôi khuyên chị vậy nè, con chó mà nó đẻ ra chị vô chị bắt, Con chó nó có cắn hay không? Tôi nói vậy chị hiểu điều đấy. Và bữa nay tôi xin anh đời thường, từ bao nhiêu ngày đây mình nhắn tin tôi không biết nhắn, nhiều khi mất lôi, mất dấu, mất đồ nhiều khi anh đời thường sợ nhiều khi ảnh trách. Cho nên bữa nay tôi xin ảnh cho tôi nói tôi tức quá đi. Ví dụ như con chim sâu, con của tôi thích chị luôn á. Tôi đố với chị luôn đó, không bao giờ có cửa như vậy. Đúng, ảnh nói những gì đúng, không sai một chút. Tự nhiên con người ta mà sao, tại sao chị lấy về của chị để làm gì? Chị lấy lòng thương gọi rằng để cho Mạnh Thường Quân gửi tiền về. Hồi nãy tôi cũng chào khán giả, tôi chào Mạnh Thường Quân rồi. Tôi rất cảm ơn những cái người có tấm lòng từ thiện từ nước ngoài hay là ở Việt Nam đã tạo cho những hoàn cảnh nghèo, giúp đỡ để vượt qua nỗi khổ đó. Điều đó tôi rất cảm ơn. Nhưng đâu phải có một hoàn cảnh kim sâu mà cứ quay hoài là như vậy. Riêng ngay chỗ chị Út Hà chẳng lẽ không có hoàn cảnh nào sao chị? Hả? Chị phải nhìn sâu hiểu rộng. Chị đừng có nói chị tu, chị đừng có bao giờ chị nói là chị này nọ, mà chị nói chị bán nhà mà chị này nọ để mà làm từ thiện, cái đó là gọi lòng giáo trá. Không,
tâm tánh tạo nên đời hạnh phúc, lòng tà gây thảm lệ sầu rơi. Còn chị đi vô chùa chị tu, chị thắp cây nhang lạy trời khổng Phật. Chị nhớ rằng ở nhà còn cha còn mẹ, tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Cho nên em nói chị như vậy, còn con người ta mắc mớ chị phải bắt về đó mà chị làm rồi con nuôi. Mà trong khi đáng lẽ rằng khi chị bắt con nuôi, chị lo cho con người ta, khi mẹ người ta tới, chị phải cho gặp nó rằng tôi đã giúp đỡ con chị, thì bây giờ chị về cho gặp mặt hay như thế nào? Tấm lòng ở đâu? Hả? Lương tâm ở đâu? Sống cho tạo đời, tạo kiếp con người, để tạo cho một cái nhân cách, để mình sống được ngày nào hay ngày đó. Chứ còn mình sống mà cứ sống theo cái kiểu mà gọi là cái YouTube, gọi là cái chờ người ta chuyển tiền về, rồi những cái người bệnh đó nhận được bao nhiêu tiền, tôi biết hết. Điều tôi không có cập nhật vô trong kia cho mệt. Nhưng cái đây, tôi thấy nó rất khó chịu trong lòng tôi. Tôi xin lên đời thường, bữa giờ tôi lên tôi nói, tối nay tôi ngủ sẽ được. Tôi nè, con nhà còn bán nhà bán cửa, tôi đi mượn tiền, tôi làm từ thiện, chơi vậy được không? Chứ còn mà lên cộng đồng mạng, ở đây tôi không có biết là YouTube, vô đồ, không có lên cộng đồng mạng gì hết. Nhưng ở đây gia đình của tôi, anh em của tôi, con cháu của tôi có bao nhiêu thì giúp đời đẹp đạo bao nhiêu, cứ gọi rằng làm 15, rồi con cháu của tôi, anh em của tôi góp tiền vô rồi được làm mì trộn mì đồ hay là này nọ lên giúp đời đẹp đạo, vậy là được rồi. Còn cái chuyện của chị là chị nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị. Ủa, ai làm không được chị, ai lên cơ không được, nhưng giúp đời đẹp đạo đó chị có làm đúng trong tâm nguyện của chị hay không, cái tâm của chị có đúng hay không? Mẹ người ta, con người ta, ủa chị là cái quyền gì mà chị giữ của người ta hả? Ở đây tôi nói tấm lòng của con người, chứ không phải gọi rằng là số vật. Chị cứ nghĩ rằng khi nhà chị nuôi một con chó mà đẻ ra chị bắt một con chó nó tới nó cắn chị không? Tôi nói với chị như vậy, đó là tôi nói chị. Cho nên anh đời thường nói đừng nói tục đâu, không, riêng tôi không nói tục tiểu. Đáng lẽ tôi nói là bà Út Hà, nhưng ở đây tôi lịch sự tôi nói như vậy. Tôi rất rất bữa nay tôi nói bữa nay trong lòng tôi nó rất là êm dịu, và tối nay tôi ngủ được. Từ bữa giờ tôi xin anh đời thường mà tôi nhắn tin không được, mà gọi ảnh không bắt máy. Cho nên vì vậy bữa nay tôi xin ảnh, bữa nay lên livestream tôi nói thẳng với nhà như thế đó. Đừng bao giờ làm cái mà lợi dụng một con tâm thần mà làm như vậy, nó quá nhục đi con một loài người. Ngang anh đời thường nó khác, tôi nó khác. Còn cái thằng á, thằng Long Tứ làm nhục cho những cái đàn ông trong xã hội này, hả? Không bao giờ có được như vậy. Không có một thằng mà gọi là tai to mịt mắt như con trâu sinh mà gọi là ưng con tâm thần. Tôi nói trên đời này không có. Tôi dám nói với chị vậy nha, chị Út Hà. Tôi có gọi cho chị một lần, tôi nói thẳng luôn với anh này thường. Rồi bắt đầu tôi định nói qua mẹ chim sau, chị nói rằng một câu á, chị nhớ lại cái số điện thoại tôi đi. Là nói chứ, đang nhức đầu quá, à thứ nhức đầu chị ngủ đi, nhớ nha. Cho nên, thằng Long Tứ nó làm cho nhục nhã, gọi là cách đáng mặt đàn ông. Không có một con người nào mà một đàn ông to lớn cỡ đó mà bự cỡ đó mà ưng một con tâm thần. Lợi dụng vô thân xác, cái thứ nhất lợi dụng vô thân xác, cái chất gì mà lợi dụng vô thân xác hay không, hay là nhờ gỡ những kênh YouTube đó rồi nó nói là nó vậy đó, rồi nó ăn nó nhậu rồi này nọ, sai hoàn toàn hết. Tất cả trong xã hội này chẳng lẽ bây giờ là như vậy sao? Và tôi mới vừa rồi tôi mới coi gọi là anh nuôi, tôi tình cờ tôi bấm lên cái YouTube cái bên kia. Rồi bắt đầu cái gọi qua cho anh đời thường, nó nói anh đời thường này nọ nữa. Ở đây tôi nói anh rể nè, cái chuyện sai và đúng đừng nên nói tầm bậy.
cái gì nó cũng sẽ ra hết, tất cả mọi cái lời ăn tiếng nói, mọi cái cuộc sống của con người. Sao không ai vậy đâu. Cái đó đó là ông đời thường nói này nói nọ rồi hán nữa đồ. Bậy, đàn ông mà ăn nói chi dữ vậy. Mình hữu hán quen rồi sao mình đi mình nói người ta hữu hán. Thì ông đời thường ông phải chửi lại, đúng rồi. Anh rể à. Tôi mới tình cờ tôi mới coi á. Như vậy giờ tôi nói luôn. Cái anh đời thường anh nói rất đúng trong xã hội này. Còn những cái YouTube rất bẩn và bẩn. Quá bẩn nhiều lắm anh ơi. Đừng nên nói vậy. Nếu như không có anh đời thường thì những người mạnh thường quân gửi tiền về cho những kênh YouTube giúp đời đẹp đạo, đưa được cho những người nghèo đó bao nhiêu tiền hả? Anh rể nhỏ hơn tôi đó, đưa được bao nhiêu tiền cho tới tay những người bệnh, những người nghèo. Cái anh đời thường anh nói đúng, không sai, không có một cái gì để mà trách ảnh hết. Còn cái chuyện chửi ông chửi lại là đúng, không sai. Nhưng anh chửi một, cái người nào chửi ông đời thường một, ông đời thường ông sẽ chửi 10. Nhưng ông chửi xe theo một cái gọi rằng cái lịch sự, cái gọi rằng cái trí thức. Còn những cái thứ mà chửi á, mà không có trí thức được nên chửi. Chửi làm sao cho nó có văn, nha, văn hoa, này nọ. Chứ còn hồi nãy tình cờ tôi bấm ra anh rẻ nói tầm bậy quá. Đừng nói vậy. Các ông anh rể, ông hiếu ông gì đó. Cho nên đừng bao giờ. Còn tôi nói thiệt rằng tôi không có kênh nào tới vậy. Tình cờ tôi ở nhà, tôi mở kênh YouTube, là gọi là YouTube, là TV, tôi coi, tôi thấy cái số điện thoại, rồi tôi coi, tôi thấy vậy, tôi bực. Tôi xin ông đời thường quá nhiều mà ông không cho tôi lên. Bữa nay tôi lên, tôi nói tối nay tôi ngủ yên. Và tất cả những gì con người ta, chứ không phải là con mình, nhớ điều đấy. Không có ai có quyền như vậy. Dù con người ta có khùng có điên hay như thế nào nữa, cũng con người ta. Không bao giờ mà gọi rằng này nọ. Có người người ta bỏ con từ nhỏ và cho người ta, mà khi người ta nó còn gặp người ta vẫn cho gặp con người ta mà. Hả? Ở đâu ra mà sao tự nhiên con người ta bắt vậy? Tôi nói thì cái nha, tất cả các người á, tôi nói thì tôi ở gần đó hả, cỡ các người á, tôi cũng chả có tiền, nhưng cỡ các người, con của tôi lấy một phát một. Còn bây giờ do chị bán á, tự vì chị của tôi là cũng sáu mấy, và chị bán cũng sáu mấy rồi, tôi kêu chị. Cho nên tội cái người mẹ đức mang nặng đẻ đau đứt ruột đuôi con khôn lớn. Mà bây giờ gọi rằng như không, cái bắt đầu bắt con người ta để làm mà một cái trò chơi của thiên hạ. Mà ở đây trước hết tôi nói rằng xin cô dì chú bác anh chị em cộng đồng mạng, nhất là gọi là mạnh thường quân, có giúp đỡ cho chim sau, tôi rất cảm ơn. Đó là tấm lòng của tôi. Tôi không có gọi là kênh là cái nào. Tôi rất cảm ơn trong lòng của tôi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chim sau. Nó là số phận của nó. Đời của nó là nó phải như vậy. Thì điều đó số phận mà. Thì mình làm sao lên tiếng. Và Mạnh Thường Quân đừng có gửi tiền về nữa. Càng gửi tiền về cho chim sâu á, là chim sâu càng chết. Tôi năn nỉ các mạnh thường quân đó, đừng có gửi về nữa. Cứ để cho chim sâu cứ gọi lại đi. Rồi chừng nào mà trả về cho mẹ chim sâu á, rồi lúc đó mạnh thường quân nên giúp đỡ cho mẹ con của chim sâu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn những con người nào mà chửi mẹ chim sâu đó là đầu đường xó chợ. Hả? Không có nhà, không có cửa, không cha, không mẹ, người ta mới chửi mẹ chim sâu. Dù mẹ chim sâu sai như thế nào đi nữa, thì cái điều đó, đó là cuộc sống của người ta. Ai không có, điều đó ai không có. Tôi nói tất cả mạnh thường quân, tất cả các gọi rằng cộng đồng mạng,
tôi nghe cộng đồng mạng, tôi nói cộng đồng mạng thôi chứ hồi giờ tôi chưa biết. Nhưng tôi tức quá, bữa nay tôi mới nói vậy nè, ai cũng có gọi rằng cái tấm lòng nhân ái, tấm lòng nhân ái là cha mẹ, còn chị nuôi, anh nuôi hay là mẹ nuôi của con người ta bắt về kia vậy? Trời ơi, mấy ông mập, ông nội bà nội bỏ đi, chi mà ác như ác đức vậy? Cái đó một cái tội lỗi, một cái tội đồ. Để làm gì tôi nói đây mà tôi, trong lòng của tôi thấy khó chịu, tôi rất tức. Hả? Sống làm gì vậy? Để làm gì? Tôi hỏi các người ra làm gì? Bắt con sâu ra làm gì? Lợi dụng cho đồng tiền hay là cố ý thương nó, giúp đỡ cho nó, mà trong khi mẹ nó đang gọi là chờ đợi. Ủa các người có tấm lòng phải không? Các người đâu? Ở đâu ra? Hả? Sống làm sao á? Tu tâm dưỡng đức đi, để mà thành đời đẹp đạo. Thắp cây nhang trên bàn thờ ở nhà mình nó tốt hơn đi chùa đi chiền. Tôi nhắc lại cho nè, bà Út Hà, bà cứ lên thắp cây nhang trên chùa mà về nhà bà không lo cho cha mẹ bà, thì hãy nhớ rằng tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Còn cái tâm của chị không có, thì đó là tâm tánh tạo nên đời hạnh phúc, mà lòng tà gây thảm lệ sầu rơi. Chắc đang nằm trong cái cung đó đó chị ơi. Nha, tôi nói chị như vậy á là quá lịch sự rồi. Từ bao nhiêu tháng nay tôi coi như vậy mà mẹ nó về. Ủa, con người ta mà. Ủa con người ta mà. Ủa con của chị la được chưa? Ủa con của chị có nhà cao cửa rộng chưa? Hay đi làm thuê cửa mướn? Mày là con người ta. Cái đó là cái thứ nhiều chuyện. Cái gì đâu mà làm ba cái trò hề cho thiên hạ, cho xã hội này coi là để làm gì vậy? Rồi lên YouTube người này nó quan thì nó lại là sao? Mình gọn lại một chút đi. Rồi mẹ nó gì à? Rồi em nuôi con của chị mấy tháng nay thấy nó tội gì nè nọ. Rồi giờ chị về em gửi lại cho chị để lo cho nó. Như vậy cộng đồng mạng rất gọi rằng live view của chị Hà càng cao nữa. Rồi chị đi giúp đỡ người nghèo khác, tạo đời đẹp đạo chứ. Có cái con tâm thần đó không mà sao cứ cắm đầu vô quay hoài, quay vô quần què vậy đó vậy? Rồi những người mạnh thường quân, hãy nghe em nói vậy. Các mạnh thường quân càng gửi tiền về cho chim sâu đâu có biết gì đâu mà gửi, mà càng giết con chim sâu để cho nó, cuộc sống của nó đã bị gọi rằng là đã khổ, đã số phận nó như vậy rồi, mà bây giờ lại tạo cho nó càng khổ hơn nữa. Tội cho nó, giờ đưa về cho mẹ nó đi. Tôi dám nói rằng ở đây Bảo Hà cứ gọi rằng gài bẫy, cứ bày con chim sâu này nó nọ, nhưng tôi dám nói rằng đưa con chim sâu về, cái nó gặp mẹ nó, ôi mẹ nó đi, nó mừng liền cho coi. Tôi dám nói một câu, đưa con chim sâu về cho mẹ nó, mẹ nó về nó gặp mẹ nó ôm liền. Đồ cái những con người á mà gọi rằng nó không bị tâm thần á, nó sẽ bị tâm thần hết. Tôi nói nha, những cái con người á không bị tâm thần sẽ bị tâm thần nặng hơn con chim sâu. Tôi nói cho biết trước. Vừa thôi, tôi thấy gì đâu mà kéo dài chứ dữ đi. Mà chị bán tôi nói thiệt cho tôi, mà nói thiệt cho tôi đi vô đó được là tôi gọi rằng là ok chị bán luôn. Vừa thôi, các người vừa thôi, bỏ đi. Còn cái chuyện mà gọi là có lợi dụng chim sâu không lợi dụng chim sâu tôi không biết, nhưng mà trước mắt tôi thấy giữ chim sâu là quá lợi dụng rồi đó. Đã tạo cho gọi lợi dụng rồi đó. Tôi cầu ơn trời cho những người mạnh thường quân đừng bao giờ gửi tiền về cho Út Hà nữa, đừng gửi tiền về cho cái thằng Long Tứ nữa. Cái thằng Long Tứ đầu bò ốc chó, đầu bò ốc chó, cái thằng đó làm nhục cái gọi là xã hội đàn ông luôn. Bữa nay tôi nói, bữa nay tối nay tôi ngủ rất yên, tôi không bao giờ tranh móc nữa. Cái thằng Long Tứ làm nhục cái đáng mặt đàn ông luôn. Hả? Vừa phải thôi chứ. Còn những cái con người á mà còn giữ con chim sâu
Ông Hà, anh chị nuôi gì đó, là mẹ đi. Nhưng mà ông Hà đang gọi là bị phản biện quá nhiều, mà không nhìn nhận lại được, gọi rằng là mình là ai, mình từ thiện như thế nào. Ủa, cái chỗ của chị chẳng lẽ không có nhà nào nghèo khổ ông này nọ, sao chị cũng giúp mình cứ theo chim sâu như vậy? Hả? Làm gì vậy? Làm chi vậy? Để cho người ta phải gọi rằng á, đi ra đường người ta không nhìn mặt mình, khinh bỉ mình. Mình vừa thôi, bỏ bớt đi. Những kênh YouTube gì tôi coi gì, tôi đọc tôi cũng nói là bên cái gọi là một vợ hai chồng, tôi cũng lên cái nghe vô bô rồi đó. Tôi tình cờ tôi gặp điện thoại tôi cũng nói nghe vô bô cứ mở lên rồi gọi là Mạnh Thường Quân có chia tiền hay không. Tình cờ ổng lên luôn cái tôi cũng biết luôn. Nhưng ở đây tôi nói cái tâm, cái tánh tạo cho phước lành để sau này chị là mẹ, chị có hai đứa con trai, tôi chỉ nghe hai đứa con trai, còn con gì không biết. Để tạo cho con mình, con gái nhờ cha, con trai nhờ đất mẹ, tạo cho nó một niềm hạnh phúc, tạo cho nó một niềm tương lai, còn con cháu của mình sau này nữa. Cái này chị sai hoàn toàn, ông đời thường nó đúng. Còn cái chuyện ông nói sai cái gì, tôi phản quản bị tôi bảo gọi cho ông, mà tôi không biết Trang Mai, Trang Tin. Trời, tôi tức quá, tức bữa nay tôi nói cho hả giờ hả dạ. Bữa nay tôi nói, ví dụ như con của tôi, các người không có cửa đâu, nha. Tôi dám nói một câu danh dự trên cuộc đời này, chưa phải thôi chứ. Rồi bắt đầu thằng Hiếu nãy nó mới lên, tôi tình cờ tôi bấm mình nói ông đời thường này nọ hử khác. Ông đời thường, nhìn ổng đời nào có, nhìn cái mặt thằng Hiếu thì thấy như vậy, nó bậy. Mình sai á, mình chấp nhận mình sai đi. Mình phải đi đúng đường, đúng lối. Cái đi con đường mình thấy quẹo, mình quẹo. Chứ đừng đi thẳng, chúng bừng bên chết mẹ tụi mày hết. Sống làm sao mà chi vậy? Tình cờ gặp cái cơ đông đền thường, thấy cái số điện thoại gọi. Mà coi từ bữa giờ mà không có số, mà gọi ổng. Một lần sau gọi ổng không cho. Bữa nay tôi năn nỉ quá, tôi nhắn ổng kêu nhắn tin, mà nhắn tin không rành. Sợ ông trách tôi là nhắn sai, nó tầm bậy. Cho nên bữa nay tôi xin, bữa nay tôi lên. Tôi nói, tôi tức quá. Ê, giống như con chim sao, giống như là một người cháu, một người con của tôi. Ê, giống như một trái banh mà đá qua đá lại, lăn tròn rồi suốt. Vậy, bỏ bớt đi các người ơi. Các người làm vô tốt, các người phải hiểu cái tâm nha. Tôi đọc lại cho các người nghe nè, nhớ đọc hai câu này, suốt cả cuộc đời các người sẽ sống được thêm một tuổi, hai tuổi nữa. Các người sẽ tới cái tuổi đó, ví dụ các người sống tới 60, tôi cho các người hai tuổi nữa là hai câu này. Tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Tâm tánh tạo nên đời hạnh phúc, lòng tà gây thảm lệ sầu rơi. Tôi cho hai người, cho tôi cho các người 2 tuổi nữa đó nha. Vừa thôi, đừng có làm chi mà nó quá đi. Rồi ra công an, rồi ra này nè, tanh bành té bể. Ủa cái YouTube gì mà bây giờ phải ra đồ công an rồi này nọ, chia sẻ này nọ vậy? Mà trong khi mẹ người ta đang chờ đợi đứa con khùng điên. Các người có khùng không? Các người có khùng hơn tất cả các người có khùng hơn con chim sâu không? Hả? Các người đang khùng hơn con chim sâu đó. Tội nó đã như vậy rồi thì mình tạo cho mẹ nó gặp mẹ nó sẽ tỉnh hơn các người. Tôi dám nói một câu, nó gặp mẹ nó sẽ ôm cho coi. Đừng có làm như vậy. Công an rồi này nọ, xã hội này ở đâu mà sao không gọi rằng là lên tiếng? Mà để làm chi cho tội cái con nhỏ nó đã như vậy rồi, mà lại là tạo cho nó khổ sở nữa, tội nó chứ. Mình sống cái tâm mình ở đâu, tạo cho mình như thế nào. Trời ơi, giờ trong lòng nó tuy nó tầm thần vậy á, bây giờ các người cứ dẫn nó về cho mẹ nó đi. Cứ dẫn về cho mẹ đi, nếu nó không ôm mẹ nó, tôi con các người. Tôi sẽ tới các người, tôi sẽ quỳ lại các người. Các người cứ làm như tôi đi, các người cứ đem về đó, chứ đừng các người đừng nói
gặp mẹ chém vào rồi này nọ, trời ơi lòng dạ gian ác, rồi bắt đầu nó gặp mẹ bà bỏ tôi rồi, ở đâu ra cái con điên mà nói ông đời thường, ông đời thường nói tôi y như vậy luôn, tính tôi là quan pháp bộ. Ủa các người sao mà đưa vô cho một con tâm thần, cái con tâm thần mà đưa vô độc ác vậy các người? Các người có lương tâm hay không? Các người chỉ gọi là do đồng tiền mà xóa nát cái lương tâm các người là sao? Tội nó chứ, đừng đưa vô gì hết. Mình đưa vô cho nó lời ăn tiếng ngọt, tự về tâm thần mình chỉ phải nói ngọt nói ngào, mình phải tạo cho nó à, thôi chừng nào mẹ về rồi bắt đầu là mẹ nuôi luôn mà con về cho mẹ với mẹ con hữu hỷ với nhau. Trời live view lên biết bao nhiêu bà, mà sao tại sao bà tạo cho những cái mà nó đem bà cứ tập nó là nói rồi mẹ này nọ ác độc rồi mẹ này nọ lấy dao chém là sao? Trời ơi tôi thấy gì đâu, rồi bắt đầu tình cờ tôi mở lên cái kênh Út Hà Long Xuyên rồi tôi hỏi tôi mới hỏi được lên á, là lúc đó là bà không đeo gương là mai bữa sau là ông đời thường ông là ông nói là đúng rồi, đeo gương lên để người ta chửi trong cái comment, tôi comment cái gì tôi không biết, người ta nhắn tin ra chửi, bắt cái con nhỏ ngồi đó tôi vừa bấm lên tôi tắt liền, tôi nhìn khuôn mặt của bà tôi biết liền sôi căng sôi rồi gì. Tôi nói thiệt với bà một câu nữa, cỡ thầy bói coi tôi không được, cỡ thầy bói coi tôi là thầy bói coi không được, nhưng tôi nhìn bà cặp mắt nè, lỗ mũi nè, cái miệng nè, môi trề mỏ nhọn mũi hỉnh mắt thấy, nhưng tôi nói nè bà bỏ đi, bà còn hai đứa con trai, nhớ nhớ tôi nói bà còn hai đứa con trai, con gái nhà nước cha, con trai nhà nước mẹ, để cho hai đứa đó nó sống cho tốt đẹp, cho gọi là đẹp đạo thành người, chứ còn á còn con cháu nữa. Trời ơi tôi thấy gì mà ghê gớm, có nhiêu đó không mà từ cả tháng hai tháng nay mà không có một cái điều gì nên tôi nói nè chị Hà, tôi để cho ảnh livestream nữa trước hết. Tôi cảm ơn là Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho Chim Sâu. Đúng là tôi cũng thấy nhiều khi thấy vậy á, giúp đời đẹp đạo, tức là giúp cho những người nghèo khổ, nhưng phải giúp sao cho chính chắn, giúp làm sao cho nó ok mà tới tay những người nghèo. Chứ còn ví dụ bên Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho những người nghèo, ví dụ 100 ngàn mà đưa tới tay người ta chỉ có 50 ngàn mà thôi, hay là ít hơn nữa. Đó là trước hết tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Còn cộng đồng mạng, bữa nay tôi lên tôi nói đây là tôi không biết cộng đồng mạng nữa, mà tình cờ nói vậy thì nghe cộng đồng mạng thôi. Và trước hết những người khán giả hay là những gì đó và nghe tôi nói điều đó sai đúng gì đó, mà tôi đâu có gì đâu, cái số tội đâu chữ tôi đâu sợ. Cho nên tôi cứ thấy cái gì bất bình hay là một cái là cái kênh nào là cái số tội tôi mới gọi thôi, chứ tôi hồi giờ tôi không biết bấm like không biết gì hết. Nhưng mà bấm như thế nào đó như thế nào á thì để chờ anh đã sửa ảnh bày cho tôi cũng hiểu nữa cho nên như vậy thôi. Trước hết này thôi em cũng cảm ơn anh đời thường bữa nay cho em nói cái tâm tư của em và những gì em đã nói, và cái thứ hai nữa là nói tới Tiểu Hà, và cái thứ ba nữa là cái của thằng Long Tứ, cố gắng đi. Giúp cho Chim Sâu qua được những gì đã giúp, đừng có gọi là đúng á, anh là thường nói tướng đồ to lớn đồ vậy thì cố gắng đi làm đi, thì nó cũng vậy đó, nó bán được với số ngày nào hay ngày đó. Rồi còn á em đi mua em đi làm đồ gì đó giúp đỡ, chứ đừng có bao giờ lên cộng đồng mạng rồi quay phim quay đồ này nọ để chờ người ta về giúp đỡ. Người ta chỉ giúp một lần hai lần rồi bắt đầu cứ than khóc hoài hay này nọ như bà Út Hà. Những cái gì bà Út Hà phải làm vô duyên nhất, có đi khám bệnh cái đồ này nọ cũng livestream, cái gì mình đúng làm để chơi mình nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ hay này nọ thì mình lên chứ, đụng cái quần què cũng quay lên rồi cũng gọi là này nọ, đúng á, nhiều cái hơi bực. Còn tôi nói ông Hiếu nè, ở đây ông ấy gọi rằng là nói rằng là ông ấy gọi rằng anh nuôi chị nuôi,
thì cũng gọi rằng là tốt thôi, nhưng mà anh đời thường anh nói á, không có cái gì mà sai riêng tôi nói với ông Hiếu nè, tôi nhìn mặt ông rồi, tôi biết rồi, khuôn mặt của ông được á, chắc cũng không phải ác như Bảo Hà đâu, nhưng tôi nói ông nè, nói chuyện với anh đời thường, anh lớn rồi, mình nói cho nó cẩn thận chút. Hồi nãy tình cờ tôi bấm lên hên ghê luôn, tôi bấm lên bắt đầu cái tôi tình cờ bấm lên cái bắt đầu tôi gọi đời thường luôn, trời ơi hên ghê luôn. Khuôn mặt của Hiếu nè, anh nói em luôn nè, Hiếu bữa nay chắc cỡ bốn mấy rồi không nhiều, nhưng khuôn mặt của em rất ok, được, nhưng đừng ăn nói tầm bậy. Còn cái chuyện em làm thiện thì tự em biết, tự em ấy. Còn ví dụ như mình thắng thì ông đời thường ông nói cãi ổng, bây giờ em lên live nói à giờ tôi đem tôi nói vậy á, à tôi giúp đỡ cho chừng sau vậy á, còn ông đời thường nói gì kệ, mắc mớ phải chửi lại ổng chứ vậy, rồi bắt đầu đó cái đầu ổng rồi cái này cái nọ chứ vậy, mới tình cờ mới nghe luôn, mới thất thời luôn chứ hồi giờ chưa coi kênh của Hiếu, ông biết cái gì đâu mà coi, cho nên À, được nó rồi yếu anh. nè. Dạ, chắc Rồi, là thôi anh để ok. mà kết thúc cái cuộc trò chuyện đi anh. Dạ, thôi cảm ơn anh. Rồi, bye bye anh nha. Thôi chúc anh một đêm vui vẻ. Dạ, chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ, ok. Dạ, thưa quý vị, à, vừa rồi cũng có một ý kiến của là một khán giả cũng liên quan trong cái câu chuyện của là ông Hà, và cũng là cái ý kiến cuối cùng trong cái buổi trò chuyện hôm nay, và hẹn gặp lại bà con vào cái ngày mai. À, sẽ có những cái diễn biến hay trong cái như là cái câu chuyện của Hà. Và buổi trò chuyện tối nay thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị kết thúc tại đây ha. Một lần nữa chúc tất cả các bà con là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, Mồ Đen, mày xem cái mạnh thường quân nào mà gửi tiền cho anh á, rồi mà chụp cái bill gửi ở đây, cứ làm một ta đền cho 1.000 nghe nghe Mồ Đen đấy, ta đền gấp 1.000 lần đó, để cho Mồ Đen hiểu nè. À, không ai mà anh dơ như Mỏ Đen đâu nha Mỏ Đen. À, để cho Mỏ Đen còn có một cái gọi là cái sĩ diện ở đời, cho thấy mà anh dơ rồi nói tạp. À, nói phải có có cơ sở nha. À, cho nói với tới tao đó mà không có cơ sở là mày xem như là cái như là vô lại cái như là bốn bức lục tối như lần trước đó. À, bye bye tất cả quý vị ạ.